bước vào trong rạp chiếu phim á, nó là một cái thế giới khác. Nó giống như là một cái nơi để cho người khán giả được hòa vào trong một cái câu chuyện của những cái người kể chuyện. Bạn sẽ thấy mình trong đó và thấy ước mơ của mình trong đó. Khi mà các bạn bước ra khỏi rạp, bạn sẽ có một cảm xúc gì đó ở lại trong tim các bạn. Việt Nam là một trong những quốc gia vẫn còn có thể duy trì được nền công nghiệp chiếu bóng. Cái trải nghiệm ở rạp nó thực sự rất là thú vị và đáng giá. Từng cảnh mọi người gào thét chung với nhau, mọi người vỗ tay chung với nhau, nó sướng hoàn toàn khác so với việc chúng ta xem phim ở nhà. CV xin chào quý khách. B đây xin chào. Galaxy xin chào quý khách ạ. À.